Xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với chiếc chè bông nha. Chương trình anh lấy xả hàng một cái kinh khủng hết vía luôn. Từ xưa giờ, từ hồi em bán mai tới giờ nay 3 năm rồi cả nhà, 4 năm. Em vẫn chưa có bao giờ bán một cái loại mai cúc, mai giảo mà 30k hết cả nhà. Tuy nhiên ngày hôm nay thì bên vườn mai nhà em do là số lượng nó nhiều và cần giải phóng mặt bằng để làm ba cái phôi mai, thì bên em sẽ thanh lý tri ân cho quý cô chú anh chị mình mới giá chỉ có 30k một cây thôi cả nhà. Thì ở trong đây nó sẽ gồm có 7-8 loại gì đó. Bên em sẽ cố gắng ra cho 10 loại luôn. 10 loại luôn nha. Nhiều 12 loại luôn hả? 10 loại. 10 loại thôi. 10 loại 10 giống là 300k. Bên em bao ship một combo như vậy nha cả nhà. Thì đầu tiên sẽ là giống cúc thọ hương nha. Giống cúc thọ hương thì mọi người đã biết rồi nè. Cây dày nè. 30k cây nè cả nhà. Cái đó gì hả con? Vậy dài bỏ riêng nha. Vậy bỏ cụm vô đó luôn đi. Đúng rồi, cái đó nhị dài. Ơi có nhị dài nữa ta. Dữ. Combo này có nhị dài luôn nha mọi người. Cái này đọt xanh. Đọt xanh nè. Rồi nhị dài chắc ít, nhị dài không biết nhiều đâu. Đây nhị dài nè. Nhị dài thì hoa nó giống đại lộc nhưng mà cái nhị của nó dài ra bằng cái cánh luôn á cả nhà. Có nè. Nhị dài nè. Đây. Nhị dài nhóc nè. Rồi nhị dài nữa nha cả nhà. Rồi đọt xanh. Đọt xanh nhị dài. Rồi bên đây gì đây? Giảo lay thơm bông chùm. Giảo lay thơm bông chùm nè. Rồi bên đây gì đây? Cúc đọt xanh. Bên đây là cúc chùm. Cúc chùm Bình Định nha cả nhà. Có hoàng hậu nữa nha. Có hoàng hậu. Hoàng hậu rồi gì nữa ta? Gì ta le học me giờ quá tà giống. Nói chung là em sẽ không nhị hoàng huyết long nữa mọi người. Không nhị hoàng huyết long nữa. Thì nói chung là em sẽ 10 giống cho chúng ta ha. 10 giống thì có 10 giống là 300, 10 giống là 300 một combo nè. Có cúc VIP nữa nha. Cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ nữa nè. Đây. Lô cúc VIP này đẹp nè. Hè này già mùa nha, mùa mấy hết rồi nha cả nhà. Đây. Cúc VIP. Rồi có không nhị hoàng huyết long nữa nha. Đó, nói chung là combo gồm 10 loại giống như vậy á. Rồi cả nhà cứ thích combo này thì cứ alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha cả nhà.